là món tôm sú tê tái. Đúng là nhìn là tê tái ha, hấp dẫn dễ sợ. Em biết ăn đồ sống không? Dạ chắc là... Mình đổi món lại đi, em biết ăn đồ sống không? Thì thôi hai đứa lát gấp cho nhau ăn món thứ hai nha. Giới thiệu với em, món này là món giò heo muối chiên. Đó, có thêm dưa chua rồi ha, củ sen với lại là dưa cải chua, nhìn hấp dẫn quá. Thôi bây giờ chị Tường cũng ra ngoài kiếm gì ăn trưa để đói bụng rồi. Mời hai em vừa thưởng thức món ăn ngon của nhà hàng mà nhớ trò chuyện với nhau nha. Nhớ ga lăng gấp cho bạn gái ăn với nha. Dạ, em mời anh. Dạ, em xin. Dạ, em cảm ơn anh. Phải có rau nữa chứ. Thường là con gái là không thích ăn mấy cái rau này đâu, đúng không? Dạ. Em có đông anh em không? Chỉ có em với em trai nữa thôi à. Cũng con gái đầu. Anh thì cũng đầu với hai đứa em. Ba anh em. Ủa, em trai có gia đình chưa? À, em trai em vẫn chưa ạ. Hai đứa em của anh là nó có con hết rồi. Ồ, vậy là... Dùng đi, em dùng đi. Dạ. Em tặng nhà cái sổ đúng rồi, tại vì anh giờ này có tính hay quên. Anh cũng tâm lý quá, anh tặng collagen làm đẹp, em cũng rất thích làm đẹp nữa. Ủa rồi, hồi trước thì anh học ở đâu? Anh học kinh tế đối ngoại. Ngưỡng mộ rồi, tại vì em hồi xưa em không có đủ điểm để vô. Anh cũng cảm thấy rằng cái trường nó rất là khó vô. Dạ. Trời ơi, cái gì mà trường học hoài mà muốn quay lại đi học hay sao vậy? Ta tính chuyện trường đời đi, hẹn hò chừng nào gặp nhau gì, đi đâu chơi gì, cứ học hoài. Em lên đây lâu chưa? Hồi sáng thì 6 giờ em đi. 6 giờ đi xe máy? Dạ, em đi xe taxi rồi. Rồi hỏi chừng nào em về. Tí nữa quay xong là về cho nó luôn. À, bây giờ có quà gì tặng bạn gái không? Em thì cũng biết đàn, biết hát. Chào hai bạn nha, bây giờ về vị trí rồi, mình nói chuyện thật là lớn to rõ để cho người bạn bên đây có được nghe được cái thông tin của mình. Em trai giới thiệu trước đi, em tên gì? Dạ, chào chị Cát Tường, chào tất cả mọi người ạ. Em tên là Hào Hoài Tuấn, năm nay em 30 tuổi, đến từ Lâm Đồng, hiện tại đang làm việc và sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Đang làm công việc gì Tuấn? Hiện tại em đang kinh doanh về dược phẩm, và công ty riêng của em luôn. Công ty riêng luôn? Dạ. Rồi có mấy nhân viên? Trên 20 người. Wow, vậy là ngon lành rồi ha. Lập nghiệp ở thành phố Hồ Chí Minh lâu chưa? Dạ, em lên Sài Gòn từ năm 2008 thì cũng 12 năm rồi, cho nên là công việc bây giờ cũng ổn định rồi nha. Dạ. Còn em gái? Em chào chị Cát Tường, em chào anh bên kia. Em tên là Thanh Bình, năm nay em 29 tuổi. Em ở Long Thành, Đồng Nai. Em thì từ nhỏ là đi học, xong rồi sau đó thì mình tốt nghiệp mình đi làm, cho nên hiện tại cũng chưa có thời gian để giao lưu bạn nam. Hôm nay em đến chương trình này thật rất là hy vọng thông qua chương trình có thể tìm được chân mệnh thiên tử của đời mình. Em học ở trường nào, học cái gì? Dạ, em học Đại học Ngoại ngữ Tin học Thành phố Hồ Chí Minh. Em học chuyên ngành về quan hệ công chúng. Cái tiếng Hoa là em học từ khi nào? Dạ, sau khi vô công ty thì em bắt đầu học tiếng Hoa, tại vì công ty của em là công ty Đài Loan. Thế trong công ty mình nếu mà làm cho bên Đài Loan thì công ty cũng đông người rồi. Dạ. Em cũng giỏi vậy rồi, không tìm kiếm được ai sao mà mình phải nhờ tới chương trình? Dạ, có lẽ là chưa gặp được duyên chị ạ. Hiện tại bây giờ làm việc ở Đồng Nai, sống ở Đồng Nai luôn. Dạ. Đồng Nai là ở đoạn nào? Dạ, nhà em thì ở Long Thành, còn em làm việc ở Nhân Trạch. Nghe phần giới thiệu của bạn gái thấy sao cưng? Thấy bạn gái giỏi quá, nói được tiếng Hoa luôn. Em cũng giỏi mà, em có biết tiếng ngôn ngữ nào không? Ngoại ngữ thì em rất kém. Mấy tiền chắc có là được rồi, tuổi trẻ tài cao, bạn nào cũng giỏi hết trơn hết trọi á. Ở Nhân Trạch gì đó biết không, có xuống Nhân Trạch lần nào chưa? Trên đó em cũng có nhân viên làm trên đó. Bao lâu mình gặp nhau được một lần, thí dụ như mà yêu nhau? Chứ thấy cặp này xứng đôi lắm á. Chắc em sẽ lên Đồng Nai bán hàng thường xuyên. Thông minh lắm, né câu trả lời của tôi lắm. Phải không có biết số lần mà sẽ lên trên đó bán hàng thường xuyên. Rồi, điểm mạnh, điểm yếu của em là gì? Tính rất là hòa đồng, chính trực, vui vẻ và chơi được rất là nhiều môn thể thao. Ví dụ? Đá banh. Đá banh? Chơi bóng chuyền, chơi tennis. Những cái môn nào mà có banh là em chơi được. Đá banh, bóng chuyền, tennis, banh đũa biết chơi không? Dạ, banh đũa em chơi hơi giỏi luôn. Hơi giỏi luôn? Trời ơi, hay quá. Môn nào có banh là chơi giỏi mà. Muốn nhớ dạy em chơi nha anh. Ok. Nhưng mà thời gian đi làm cũng nhiều mà thời gian đi chơi cũng nhiều quá ha. Làm kinh doanh thì nó cũng không có bó buộc quá nhiều thời gian, tuần ít nhất cũng được một trận banh. Tốt là... Nhưng mà mai mốt một tuần cũng phải ít nhất gặp bạn gái được một lần nữa nha. Để ăn ngủ trên Đồng Nai chắc chết. Rồi ok, này chị và em nhìn thấy là chắc em cũng muốn ăn ngủ trên đó luôn rồi đó. Đó là mới ưu điểm, vậy còn khuyết điểm? Khuyết điểm là em dạo này tính hay quên. Thêm cái phần nóng nảy nữa thì em cảm thấy là mình có những quyết định nó hơi bị sai lầm. Không sao ha, ai cũng có cái này cái kia, nhân vô thập toàn mà. Dạ. Nhưng mình biết những cái yếu điểm của mình để mình hạn chế lại là tốt rồi. Dạ. Cái ưu điểm, khuyết điểm của em? Em cũng vui vẻ và thân thiện. Nói chung là em cũng rất là dễ chịu, hình như
trước giờ em ít có khi nào nóng giận hay là nổi nóng với ai á. Đó là ưu điểm của em rồi, còn mình có khuyết điểm gì không? Nhiều khi rất là vô tư, không có lo lắng gì hết. Nhiều khi á, mình vô tư quá là cái mọi người nghĩ á, có những lúc mà nó tiệm cận luôn với cái chỗ vô tâm luôn á chị. Nhưng mà thật ra thì cái này thì em thấy em cũng có thể cải thiện được. Nếu như mà người bên cạnh em có thể nhắc khéo em một tí xíu thì em sẽ chú ý. Một khi em đã chú ý rồi á, thì chắc chắn là chuyện nó sẽ trở nên hoàn hảo. Rồi thì tình trường. Tình trường của em thì nó dài lắm. Dài lắm hả? Thì ngày xưa em có 50 mấy ký thôi. Có quen khoảng 7 mối tình. 7 mối tình. Cứ sau khi chia tay là cứ lên 2 ký. Là coi như là 7 mối tình là lên 14 ký. Dạ, đến giờ thì nó lên 76 ký, vừa rồi mới qua cơn bão bệnh thì nó rớt xuống còn 72. Bệnh gì mà bão bệnh? Bị đường ruột, thì chắc là nặng nhất từ trước giờ. Mà lý do là sao mà bị đường ruột? Nhậu quá hả? Ăn nhậu nhiều quá. Ủa, tôi nói chơi trúng thiệt luôn hả? Dạ, làm kinh doanh mà chứ. Trời ơi, rồi bây giờ tởn chưa? Cũng hạn chế bớt. Chắc là do yêu cầu công việc đó chị. Nhưng mà điều mà ảnh hưởng đến sức khỏe rồi, cũng đâu ai ép mình được đâu. Rồi 7 mối tình đó làm sao, mối tình nào sâu đậm, rồi lý do sao chia tay? Yêu thì chỉ có khoảng 3 người thôi. Mối tình dài nhất là kéo dài được bao lâu? Khoảng 1 năm rưỡi. 1 năm rưỡi. Dạ. Nguyên nhân tại sao chia tay mối tình đó nè? Năm 25 tuổi thì em có quen một bạn. Dạ, cũng bằng tuổi luôn. Thì trong thời gian đó thì cũng vấn đề công việc của em nó chưa ổn định. Ra trường cũng làm sale nhưng mà gọi là làm tháng nào sao tháng đấy. Năm đấy thì gặp thêm mẹ em bị bệnh đó, suy thận. Thời gian đó em phải nghỉ việc, em về nhà em làm phụ giúp gia đình để chữa bệnh cho mẹ. Thì tầm khoảng 200 triệu để lo cho mẹ. May mắn quá thì trời thương nên là mẹ cũng qua. Không, nhưng mà ý lúc đó là không đi làm đồ này kia, đồ tiền đâu lo cho. Em quen bạn đó thì ở Sài Gòn làm chung công ty luôn, nhưng mà khi mà em về thì có vẻ là xa mặt cách lòng, với lại nhà họ cũng có điều kiện lắm, chứ không có giống như nhà em. Là em quyết định chia tay rồi. Chia tay em chủ động, đó là cái mối tình thường nhất. Em thì chia tay ai thì họ đi lấy chồng hết. Em mắc tay á. Em muốn lấy chồng chưa cưng? Em muốn. Muốn hả? Yeah. Muốn nhanh không hay muốn bao lâu nữa lấy chồng? Tùy theo duyên phận chị ạ. Đợt em làm sao là chắc chắn luôn á. Làm sao em gả cổ đi giùm cho chị với nha. Dạ, là hẹn hò với cổ xong là sao, là mấy tháng sau là nghe tin báo cổ đám hỏi nha. Dạ. Mà đám hỏi với em càng tốt. Còn cảm thấy không ổn thì mình để cho người ta lấy chồng. Dạ, chắc chắn mà chị. Được em không? Chưa giờ em chưa thấy trường hợp nào ngoại lệ hết. Dạ. Nhưng em có muốn em là chú rể chưa? Em cũng muốn lắm. Muốn là phải cố gắng lên, giống như cố gắng trong công việc vậy. Tình yêu nó cũng như công việc, mình phải cố gắng chứ. Rồi còn cái mối tình nào gần đây nhất? Dạ, gần đây nhất thì em cũng có quen một bạn. Chính thức chia tay thì khoảng 5 tháng. 5 tháng, giờ còn lưu qua lại liên hệ gì với nhau nữa không? Dạ, hiện tại là đã không còn quan hệ. Không còn quan hệ lại gì hết. Tại sao chia tay? Do rất là nhiều nguyên nhân. Thì bạn ấy cũng là một single mom. Thì trong cái quá trình quen thì xảy ra rất là nhiều việc mà hai bên không có thể nào mà đi đến được với nhau. Cụ thể là như thế nào? Khi nào cũng cãi vã. Em thì công việc của em thì nó cũng rất là bận bịu. Bạn ấy thì cũng chuyển công tác, chuyển ngành. Cũng do xa mặt cách lòng. Chắc là do xa mặt cách lòng. Rồi tình trường của em sao cưng? Dạ, tại em vẫn chưa yêu cho nên là em cũng không có cái nhiều cái điều có thể chia sẻ được. Thỉnh thoảng cũng có mẹ hay là một người thân cũng có thể giới thiệu, nhưng mà nó vẫn chưa đi đến đâu hết. Ngay cả cái nắm tay hay là cái hôn chưa có, cho nên là em nghĩ là nó cũng chưa có gì để kể cả. 30 tuổi rồi mà chưa có nắm tay chưa hôn mà đẹp gái vậy, sao tôi tin được trời. Chắc chắn là xung quanh em phải có nhiều người đeo đuổi, sao có nhiều vệ tinh chứ. Chắc là em chỉ có thể dùng chữ duyên để em nói thôi. Hay là em khó quá, em không chịu mở lòng ra. Em nghĩ là chắc là con tim của mình nó không cho phép hay sao á. Tại vì ví dụ như là có một anh là đã xin phép bố mẹ em rồi đến nhà em để mà tìm hiểu làm quen. Nhưng mà khi mà anh ấy tiến tới gần chỗ em thì em lại lùi ra một bước. Anh ấy bước qua để cài giùm em cái nón bảo hiểm mà em cũng cảm thấy như là không thoải mái. Nhưng mà em nghĩ là em muốn né một khi mà con tim mà nó đã nói tôi không thích người này, bạn ấy tránh xa người đó ra thì mình cũng chịu thôi, mình cũng không có cách nào khác. Nên hy vọng ngày hôm nay khi mà cái trái tim này mở ra thì nó có một cái luồng điện gì đó, nó hít hai bạn lại với nhau chứ đừng có đẩy ra xa nha. Rồi thế bây giờ chị cho coi hình nè, có một cô gái ở trong ấy. Chàng trai thích thể thao. Tìm thử xem. Nguyên một dàn cầu thủ luôn. Em muốn chọn anh ơi, nào cũng anh được. Có gợi ý gì không anh? Anh đẹp trai nhất trong đó. Anh đẹp trai nhất trong đó. Được, tự tin, đáng yêu, dễ thương. Đâu? Rồi sao đoán cô đó hay vậy? Nói tiếng Hoa là thường là em nghĩ là sẽ tắt bếp. Nói tiếng Hoa thì thường em nghĩ hay tắt bếp. Đúng rồi, cũng có những cái phương pháp phân tích và loại trừ. Tìm ra ảnh chưa? Ảnh nói anh đẹp trai nhất trong đó. Thì em thấy trong đó ai đẹp trai nhất?
chắc anh ơi. Trời ơi, hay quá. Tôi nghi hôm nay được rồi đó nha. Tôi thấy ổn rồi đó. Xin mời hai bạn. Dạ, em chào anh. Chào em. Anh có món quà tặng em. Dạ, em cũng có món quà trao anh ạ. Dạ. Cảm ơn em. Cảm xúc đầu tiên như thế nào? Bạn gái rất là xinh xắn. Chị nói nãy giờ quảng cáo có sai không? Em đã đặt niềm tin vào chị Tường rồi. À, đặt niềm tin chị Tường. Thế còn em? À, em thấy anh ấy là một người rất là giỏi, lập nghiệp từ sớm nữa. Mà em rất là ngưỡng mộ những người như vậy. Bởi vì em cũng đặt mục tiêu cho bản thân mình á, là lập nghiệp sớm. Nhưng mà em làm hoài mà nó tới 30 tuổi rồi mà em vẫn chưa có. Ra mọi thứ nó đều là cái duyên, giống như em chia sẻ mà. Miễn là mình đã cố gắng hết sức là được rồi. Bây giờ coi cái quà, coi quà gì vậy em? Cho chị Tường coi cái tò mò. Dạ, em mở quà nha. Được, được. Em cứ mở. Cái gì vậy? Collagen. Để làm đẹp da ha. Cũng biết chăm sóc sức khỏe quá ha. Còn bên đây. À, một cuốn sổ. Ý nghĩa gì không em? Trên đời nó sẽ có những cái chuyện mà nhớ nhớ, quên quên. Cho nên là có cuốn sổ thì mình không sợ quên nữa. Đặc biệt là em có ghi ngày hôm nay, ngày gặp của chúng ta. Hy vọng là ngày này năm sau chúng ta còn có thể gặp lại nhau và làm cái kỷ niệm nhỏ. Trân trọng duyên gặp gỡ, thân tặng anh, em Tiểu Bạch Quân. Tiểu Bạch Quân là gì vậy em? Mà em đi học tiếng Hoa, em có nhiễm tí xíu rồi em đặt cái tên tiếng Hoa. Với lại khi mình đi làm việc á, thì tên tiếng Việt của mình nó tương đối khó để cho người nước ngoài phát âm, cho nên là khi mà gặp người Hoa thì mình sẽ sử dụng tên tiếng Hoa, mà gặp người mà nói tiếng Anh thì mình sẽ sử dụng tên tiếng Anh. Rồi cái Tiểu Bạch Quân nói tiếng Hoa nó làm sao? Sở Bạch Chuyên. Sở Bạch Chuyên. Rồi ý nghĩa của cái Tiểu Bạch Quân là gì? Tiểu thì chỉ là em nhỏ. Nghĩ là em là nhỏ bé thôi. Bạch Quân thì chữ bạch trong hắc bạch phân biệt đúng sai, trắng đen, trắng đen rõ ràng. Còn Quân thì em rất là muốn cái bản thân mình đó, hình tượng của một cái người nữ quân tử vậy đó. Một cô nàng trắng đen rõ ràng, rất là quân tử mà nhỏ nhắn xinh xinh. Đó là Tiểu Bạch Quân tôi chia sẻ. Và bây giờ thì sẽ thưởng thức món ăn nha quý vị nha. Xin mời quý vị đến với những món ăn rất là ngon của nhà hàng quê nhà. Nhà hàng quê nhà trình bày món ăn rất là bắt mắt nha. Đây là món tôm sú tê tái. Đúng là nhìn là tê tái ha, hấp dẫn dễ sợ. Em biết ăn đồ sống không? Dạ chắc là... Mình đổi món lại đi, em biết ăn đồ sống không? Không được. Thì thôi hai đứa lát gấp cho nhau ăn món em hài nha. Giới thiệu với em món này là món giò heo muối chiên. Đó, có thêm dưa chua rồi ha. Củ sen với lại là dưa cải chua nhìn hấp dẫn quá. Thôi bây giờ chị Tường cũng ra ngoài kiếm gì ăn trưa để đói bụng rồi. Mời hai em vừa thưởng thức món ăn ngon của nhà hàng mà nhớ trò chuyện với nhau nha. Nhớ ga lăng gấp cho bạn gái ăn với nha. Dạ, em mời anh. Dạ, em xin ạ. Dạ, em cảm ơn anh. Phải có rau nữa chứ. Thường là con gái là không thích ăn mấy cái dạ, rồi, em rau này đâu, đúng không? Dạ. Em có đồng anh em không? Chỉ có em với em trai nữa thôi ạ. Cũng con gái đầu. Anh thì cũng đầu với hai đứa em. Ba anh em. Ủa, em trai có gia đình chưa? À, em trai em vẫn chưa ạ. Dạ. Hai đứa em của anh là nó có con hết rồi. Ồ, vậy là... Dùng đi, em dùng đi. Dạ. Em tặng cho anh cái sổ đúng rồi, tại vì anh giờ này có tính hay quên. Anh cũng tâm lý quá, anh tặng collagen làm đẹp. Em cũng rất thích làm đẹp nữa. Ủa rồi, hồi trước thì anh học ở đâu? Anh học kinh tế đối ngoại. Ngưỡng mộ rồi, tại vì em hồi xưa em không có đủ điểm để vô. Anh cũng cảm thấy rằng cái trường nó rất là khó vô. Dạ. Trời ơi, cái gì mà trường học hoài mà muốn quay lại đi học hay sao vậy? Ta tính chuyện trường đời đi, hẹn hò chừng nào gặp nhau gì, đi đâu chơi gì, cứ học hoài. Em lên đây lâu chưa? Hồi sáng thì 6 giờ em đi. 6 giờ đi xe máy? Dạ, em đi xe taxi rồi. Mà hỏi chừng nào em về. Tí nữa quay xong là về cho nó luôn. Bây giờ có quà gì tặng bạn gái không? Em này cũng biết đàn, biết hát. Nhưng mà đàn gì? Đàn guitar chứ không phải đàn guitar, biết đàn biết hát. Thì Tường nghĩ đâu. Trời, tôi đâu có nghĩ gì đâu, ông này ghê thiệt. Ai biết, không hề nghĩ gì luôn. Em như cơn gió thu bay bay nhẹ nhẹ, đưa anh đi tìm vần thơ qua công viên lá rơi trên con đường về. Bỗng nhìn lòng đang ước mơ, mơ ôm em trong tay đến mưa thì thào, cho bão tố về làm giấc chim bao. Mơ yêu em thiết tha như yêu lần đầu, anh muốn yêu em dài lâu. Anh muốn yêu em dài lâu. Anh muốn yêu em đậm sâu. Anh đã thương em từ lâu.
Anh muốn yêu em dài lâu, yêu em cho đến khi con tim ngừng đập, cho thêm thu là một giây. Yêu em cho đến khi ông thôi làm mật, đến khi loài nhíp bên lối bay. Khi ôm em trong tay anh nghe ngọt ngào, cho bão tố về làm giấc chim bao. Xin yêu em thiết tha như yêu lần đầu, anh muốn yêu em dài lâu. Rồi, này mình đi về. Trên chương trình nãy em chia sẻ là em đi có mẹ đúng không? Dạ. Rồi em đi với ai? Dạ, em đi với em gái. Em đi với em gái của em. Rồi, thế bây giờ mình mời gia đình của bạn trai với bạn gái vào trong này mình trò chuyện một xíu nha. Hồi nãy giờ chị ngồi dưới xem mà chị thấy đôi trẻ như thế nào? Thấy tụi nó cũng hợp á chị. Thấy bạn này cũng thẳng thắn, rồi cũng chia sẻ, cũng coi có vẻ cũng thật lòng. Dạ. Thì bé thì nó cũng rất là hiền, thì chỉ cần người hiền thôi. Dạ, nhưng mà em hỏi thiệt chị nha, sao con gái giờ 30 tuổi mà đến giờ chưa có mối tình nào thì cảm đó, xúc của cứ chị đi làm nào? Xong rồi về nhà nói chung là không chịu yêu. Rồi mẹ có sốt ruột không? Cũng nóng ruột, nhưng mà nghĩ là thôi duyên nó tới thì nó sẽ. Hôm nay mà khi con gái đi đăng ký chương trình thì rủ mẹ đi theo thì cảm xúc của mẹ với là tâm trạng của mẹ bây giờ như thế nào? Dạ, mình vui. Mình mong muốn một chàng rể tương lai như thế nào hả chị? Thì cũng bình thường thôi, miễn sao là hiền lành. Rồi tại vì tụi nó thì có ăn có học cũng phải biết lựa người như thế nào. Mà xưa giờ là mẹ cũng rất là quan tâm, mẹ cũng có mai mối người này người kia mà cổ không chịu hả mẹ? Người mà để ý em ấy thì nhiều lắm, nhưng mà em ấy thì không có nhìn ai hết. Mình có hiểu cái nguyên nhân tại sao có tâm sự với con gái không? Em nói là chưa có thích, tại sao phải gắn hai cái tay hai con mắt vô người. Bây giờ thì tới lúc phải lấy chồng rồi. Vậy thì là có nghĩa là tới lúc phải lấy chồng. Có nghĩa là gia đình cũng tạo cái áp lực cho em đó là nên tìm cái đối tượng để mà lấy chồng. Chứ còn tại vì nói chung sống với cha mẹ rất là sung sướng cho nên cũng không quan tâm tới việc khác. Dạ. Ở nhà cưng như vàng á. Cái này là do em tự suy nghĩ và tự tìm cái cơ hội hay là do chị thúc đẩy, do gia đình thúc đẩy? Gia đình cũng thúc. Rồi em nói cũng chắc cũng phải thay đổi cái cách nghĩ. Dạ, cho nên là thôi bây giờ mẹ đã chia sẻ vậy, hôm nay cố gắng mình. Không phải là hôm nay không, nếu hôm nay không phải cơ hội thì là còn những cơ hội khác. Cuộc sống là luôn nhiều cái cơ hội phía trước. Quan trọng là mình thay đổi cái tư duy một chút, rồi mình mở cái lòng mình ra thì mình cơ hội mới đến. Nè, chào cô, nói gì đi, cô hỏi thăm cô gì đi. Rồi cái vụ mà nãy nói đó, quay chương trình xong gì đó, nói đi. Dạ. Thì lát qua chương trình xong thì con xin mời cô với em đi ăn cùng với em gái con luôn. Rồi, cảm ơn. Rồi, thôi được rồi, ngồi xuống giờ chị hỏi em gái chút nè. Em ruột hả cưng? Dạ, em ruột. Nhà là mấy anh chị em? Ba anh chị em. Có chồng chưa? Dạ, rồi, em với anh trai. Có hết rồi? Dạ, có chồng rồi. Tại sao bạn này chưa có mà nhà không lo? Dạ, có lo chứ chị, nhưng mà em không biết là chị với cô có thắc mắc là sao là hôm nay đi một cái buổi quay hình như này mà không có mẹ mà lại có em gái. Mỗi người mỗi cảnh mà thắc mắc chị. Dạ không. Hồi hôm qua con đi á thì mẹ con nói là sao anh hai mày không gọi tao đi mà gọi mày đi. Em mới nói là chắc là má không có mát tay đâu, để con đi. Nhưng mà mẹ ở nhà là cũng sốt ruột, đang theo dõi tin tức. Dạ, đúng không? Sốt ruột từ sáng giờ hỏi chứ ghi hình chưa sống thấy mày gọi điện gì hết trơn vậy. Rồi anh hai là có định ý định là sau này là lập nghiệp ở đâu, ở Sài Gòn luôn hay về quê? Dạ em thì chắc chắn sẽ phải ở Sài Gòn rồi. Ở Sài Gòn, xin phép mẹ chưa mà nói mạnh miệng vậy? Dạ em nghĩ là má rất là thương em, với lại em nghĩ là má là một người má mà dễ thôi rồi luôn. Má em dễ lắm. Hồi nãy nghe nói má đang chờ tin tức dữ lắm, bây giờ gọi video call cho má thử coi có má không. Chị Tường chào má cái coi. Gọi FaceTime á. Đúng rồi, gọi FaceTime á. Má năm nay nhiêu tuổi? Em sinh năm 70. Bằng cô luôn. À bằng cô luôn hả? Má hả? Cát Tường chào cô. Cô đang làm gì á? Dạ, đang nấu ăn. Dạ, hôm nay con trai đi tham gia chương trình hẹn hò, đang kiếm người yêu, kiếm vợ. Bây giờ con cho cô coi mặt bạn gái mà bữa nay con đang giới thiệu cho em mình nhà mình nha. Được chứ? Được chứ, rồi bấm cho. Đang mở trên để coi trực tiếp không? Tức là coi chương trình. Coi trực tiếp ở đâu ra? Trời ơi, từ từ, vài bữa về rồi nó mới phát lên TV mới coi trực tiếp được. Dạ. Đây cô ơi. Dạ, con chào bác. À, đây cô. Cô thấy rõ không? Trời, thấy thương quá. Rõ. Dạ, rõ. Rồi, bây giờ cô hỏi nói thiệt đi, cô có tiêu chuẩn yêu cầu gì con dâu tương lai không nè? Như vậy là được rồi đó. Như vậy là được rồi đó hả? Rồi, cô khóc rồi kìa, mới nhìn mặt con đó là khóc liền rồi. Trời ơi, vậy là cũng thương con trai dữ lắm nè. Cô ơi, sao rồi? Sao mà mới đó chưa gì khóc rồi?
Thấy không, mẹ nào cũng thương con hết trơn á, mới có xíu à. Cô ơi, cô ơi, thôi bây giờ cô nhìn rõ bạn gái này rồi đúng không ạ? Giờ con cho cô, bây giờ con không khóc nữa nè, con cho cô chào bà xui tương lai nha. Biết đâu là nên mà hôm nay là có mẹ của bạn gái đi theo nữa. Khóc rồi chị ơi. Rồi ở đây bà mẹ cũng khóc luôn. Thôi hai bà mẹ gặp nhau. Ở đây là mẹ của bạn gái, hôm nay đi theo ủng hộ con gái mình luôn. Đứng đây cũng rất là xúc động, bằng tuổi chị luôn á chị. Sinh năm 70 luôn á nha. À vậy đó hả? Dạ. Rồi biết. Trễ hơn em rồi. Trễ hơn em rồi, dạ. Thôi không có khóc rồi, bữa nay vui rồi. Nếu mà hai đứa nó thành được thì hai đứa mình làm xui với nhau thôi. Tốt hơn chứ có gì đâu. Dạ. Rồi thôi Tường chúc sức khỏe cho hai chị nha. Hy vọng rằng gia đình mình cũng sẽ được như ý nguyện, chắc chắn sẽ có con dâu con rể tốt trong gia đình. Rồi, thôi đừng khóc nữa. Không có nói đâu. Dạ. Nó đi cái chương trình nó không có nói nên bây giờ giống như là xúc động á. Dạ. Dạ. Rồi thôi được rồi, đừng khóc nữa. Rồi thôi tạm biệt mấy con nha. Rồi nấu ăn tiếp đi, hồi nữa chờ tin vui của hai đứa nhỏ nha. Rồi chào má đi tụi con. Má khóc quá trời kìa. Đó. Bye bye má Mi nha. Rồi em cảm ơn chị, mẹ này cũng khóc nữa nè. Thôi giờ vậy là cũng vui rồi. Ăn thua là đôi trẻ thôi, chứ mình người lớn thì mình cũng vậy thôi ha chị ha. Khi mà nghe chia sẻ của những người thân của mình thì em thấy sao? Cảm xúc của em bây giờ như thế nào? Đến một giai đoạn thì em cũng hiểu được vấn đề là mình phải có trách nhiệm làm cho cái chữ hiếu của một người con. Quan trọng nhất em cũng là một người con trai lớn ở trong nhà nữa. Thì cái việc sau cái thời gian vừa rồi là ba em bệnh á, thì em trong cái cuộc những cuộc điện thoại em không về thăm ba được, nhưng mà trong cuộc điện thoại thì em nhận thấy được rằng là ba rất là mong muốn cái việc mà em phải lập gia đình, em phải ổn định để lập nghiệp. Em nghĩ như thế nào về buổi gặp mặt ngày hôm nay? Đối với những người mà em cảm thấy em thích là em gọi như là bí, gọi là bị khớp. Này hiện tại có đang khớp không? Dạ nãy giờ em bị khớp từ đầu đến giờ luôn. Khớp từ đầu đến giờ luôn. Chứ bình thường là em nói nhiều lắm. Như vậy là cũng là những cái tín hiệu tốt đúng không ạ? Sau khi nghe mẹ rồi nghe bên gia đình bên nhà trai chia sẻ thì cảm xúc của em như thế nào? Cảm xúc em như thế nó cũng bị nghẹn lại khi mà nhìn thấy hình ảnh của hai phụ huynh. Hai phụ huynh này đúng là đi chung một tông luôn. Dạ. Rồi nhiều khi làm cho mình cũng cảm thấy mình có vẻ như mà thiếu mẹ một mà ở chàng rể hay là gì đó. Mình cần phải suy nghĩ thêm về cái chuyện lâu dài của mình để mà cho gia đình mình nó bớt lo lắng đi. Thật ra khi mà mình không một thời gian dài mình không có tình cảm, không có tình yêu á, ý chị nói là không có tình yêu thì đôi lúc cái con người mình nó cũng bị chai lì về cảm xúc. Cảm xúc đây là cảm xúc về yêu đương. Cho nên là nếu mà để kêu em mà gặp một ai đó mà em yêu thương liền hay rung động liền thì nó rất là khó. Chị chia sẻ cái tâm lý nó rất là khó. Nhưng giống như chị nói lúc đầu, nếu mình cảm thấy nó có cái tiềm năng và nó có cái cơ hội thì mình nên cho mình cái cơ hội, đừng để nó trôi qua. Còn mình muốn cái tình cảm mình nó đi sâu, nó bền vững và hiểu nhau nhiều hơn là bắt buộc phải có đầu tư. Ngay cả trong công việc cũng vậy. Em muốn làm ăn, em muốn có tiền, có bạc thì em phải đầu tư. Có nghĩa là trong tình yêu, mình muốn có một mái ấm gia đình thì mình cũng phải có giai đoạn đầu tư về cái thời gian, cái sự quan tâm, cái thời giờ của mình để mình nghĩ tới đối phương, mình tìm hiểu, mình thì mới hiểu được nhau. Cho nên á, trong cái khuôn khổ của chương trình thì chỉ cho các bạn cái cơ hội thôi, là cơ hội để được gặp mặt. Thật ra chương trình cũng đã lựa chọn rất kỹ, cảm thấy là phù hợp 60-70% mới đưa các bạn lên đây. Còn cái quyền cảm xúc thì không ai làm chủ được cho mình. Rồi thế thì bây giờ cái thời điểm quan trọng nó cũng phải tới là lúc bấm nút để hẹn hò. Sau 3 tiếng đếm của chị Tường, với những gì mình chia sẻ từ nãy giờ, nếu mình cảm thấy đối phương có thể là một nửa mình đang đi tìm thì mình cho nhau cái cơ hội, đừng để vụt mất. Còn nếu trong lòng mình cảm thấy không có rung động, mình nghĩ rằng là có mất thời gian nó cũng vô ích, thì thôi mình để dành cái thời gian, cái cơ hội đó để cho cái đối tượng khác. Sau 3 tiếng đếm của chị Tường, đồng ý, bấm mạnh. 1 2 3 Hết thời gian. Thật ra nếu mà cặp đôi này mà không bấm nút thì rất là uổng. Bởi vì theo cái cảm giác của Tường thì các bạn rất là có nhiều cái sự tương hợp với nhau. À, rồi mời hai em về bên đây. Rồi trước tiên là chị Tường gửi tặng cho hai em, đây là những chiếc vé mời đi xem phim, mình có thể vào đó mình tìm hiểu. Rồi đây là món quà của chương trình, là bộ son Yurika đến từ Nhật Bản với chất son lì không chì, mang nhiều màu sắc trẻ trung, phù hợp với mọi cá tính, sẽ giúp cho bạn tự tin nổi bật trong mọi ánh nhìn. Rồi. Em cảm ơn chị. Em cảm ơn chị Tường và cảm ơn chương trình. Cảm ơn hai bạn đã đến với chương trình nha.
Hôm nay rất là vui đúng không quý vị? Cặp đôi này thật sự nếu mà nhìn bên ngoài rất là đẹp đôi luôn. Mình chờ đón xem, biết đâu một ngày nào đó họ sẽ báo tin vui cho chương trình. Như vậy là một tràng pháo tay cho bà bối Cát Tường ngày hôm nay nha. Dạ thì anh ấy cũng giống như cái tưởng tượng của mình. Tại vì bản thân mình á, mình ngưỡng mộ những cái người mà giỏi và có thể lập nghiệp được từ sớm giống như anh ấy vậy đó. Đặc biệt là anh ấy cũng có tài lẻ, mà hôm nay thì bài hát anh tặng cho mình cảm thấy rất là hay. Cảm ơn chương trình đã giúp anh kiếm được một người bạn gái giống như anh muốn. Thì như anh nói là không nói nên lời nào khi mà nhìn thấy mặt.